Trạch Review xin chào cả nhà. Sau một tuần chờ đợi mỗi mòn thì tập 13 đã ra lò. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Tiếp tục diễn biến của tập này, khi Chang Ho vừa chào tạm biệt Big Mao, thì bất ngờ có một vụ nổ lớn. Ở phía trưởng lão, ông ta cũng đã xem được tin tức vụ nổ vừa rồi. Lúc này thị trưởng bước vào, thì ra vụ nổ vừa rồi là do tay thị trưởng làm. Mục đích muốn tiêu diệt luôn cả Chang Ho, nhưng chỉ giết được mỗi Big Mao. Trưởng lão nghĩ rằng làm như vậy thì đã đủ răng đe anh Ho nhà ta. Nhưng thị trưởng nghĩ khác, Park Chang Ho có khả năng nguy hiểm hơn Big Mao. Mặc kệ sự góp ý của thị trưởng, ông trưởng lão nghĩ như vậy là đủ. Sau đó ra lệnh cho thị trưởng rửa sạch tay để lo liệu cho việc tranh cử. Lúc này tên Ji Won cũng đang đến gặp trưởng lão. Khi vừa đến cửa thì gặp được thị trưởng bước ra. Ngay lập tức hắn đã nhận biết được chính thị trưởng đã ra tay giết Big Mao. Ji Won nghĩ thị trưởng đang cố gắng lập công để giành cổ phần của mình, nhưng thái độ của ông ta có vẻ không quan tâm mấy thứ đó cho lắm. Mặc dù như vậy, tên Ji Won vẫn có cảm giác lo lắng không yên. Khi trên đường trở về, thị trưởng nhớ lại những câu nói đạo lý của trưởng lão rồi bật cười. Đúng là lão già danh ma. Lúc này, trợ lý của ông ta cũng đang cố gắng liên lạc với Chang Ho, nhưng không được, vì Park Chang Ho biết quá nhiều chuyện của thị trưởng, nên lần này ông ta muốn diệt cỏ tận gốc, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó họ đi đến địa điểm một quán bar. Khi đến nơi, trợ lý của thị trưởng vào tìm một người đàn ông. Sau đó anh ta đưa tấm hình Chang Ho cho hắn rồi rời đi, thuê ai không thuê. Thuê tên nghiện này, sợ không đủ đô để cho anh Ho nhà ta đấm nữa. Chuyển cảnh sang Chang Ho, anh đang ngồi cạnh xác của Big Mao, và nhớ lại lần ông ta ký hợp đồng thuê anh làm luật sư. Lúc đó ông ta đã giao hết niềm tin cho anh, và còn đưa ra một lời khuyên, có thất bại thì cũng đừng bỏ cuộc. Đây có lẽ là một dấu ấn giúp Park Chang Ho cứng rắn hơn cho con đường sắp tới. Khi đi về, anh đã bị tên sát thủ của thị trưởng thuê theo dõi. Thì ra Chang Ho đến hiện trường vụ nổ để tìm manh mối. Vừa bước vào bên trong, anh bị tên sát thủ mai phục sẵn tấn công. Do tình huống bất ngờ không kịp phản ứng, nên anh đã bị dồn vào bức tường. Lúc này đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thì có người đến hỗ trợ, thì ra là Jerry. Fanboy nhà ta là người được Big Mao giao cho nhiệm vụ bảo vệ Chang Ho, lo lắng vợ mình cũng gặp nguy hiểm, nên Chang Ho đã lật đật lấy máy gọi cho vợ, nhưng Jerry cho biết, Miho đã được người của tổ chức bảo vệ nên anh đừng lo. Lúc này Chang Ho liền hỏi Jerry, Big Mao nói có người trong tổ chức muốn cứu tôi, người đó có phải là cậu không? Nhưng Jerry trả lời là không phải mình, vì anh cũng chỉ mới gia nhập tổ chức mới đây thôi, nhưng anh cho Chang Ho biết, phải là một trong ba người có tầm mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vì thời gian gấp rút, nên anh muốn đưa Chang Ho đến một nơi, nơi đó Chang Ho sẽ biết được những thứ cần biết. Rất nhanh chóng họ đã đến địa điểm, nhưng có vẻ đã đến hơi muộn. Vào bên trong mới biết, đây chính là đám tang của Big Mao. Những nhân vật có mặt ở đây đều là thành viên cốt lõi của tổ chức. Ông quản ngục cũng có mặt ở đây, nhưng ông ta chỉ là người đứng chót trong ba người có tầm. Bắt đầu tang lễ, tất cả đèn đều tắt hết. Ở bên trên bắt đầu chiếu một đoạn video trước đó Big Mao quay lại. Nội dung đoạn video, Big Mao biết trước mình sẽ không thể tiếp tục với tổ chức, nên đã làm đoạn clip này, mục đích muốn mọi người công nhận người lãnh đạo mới. Đó là Park Chang Ho, đây là lời chăn chối, cũng là mệnh lệnh cuối cùng mà ông ta để lại. Vừa kết thúc đoạn phim, tên quản ngục đã đứng dậy hỏi ai là người quay video này. Hắn nghi ngờ Chang Ho làm giả đoạn phim để tiếp quản tổ chức. Bất ngờ có một giọng nói từ đằng xa, video đó chính là tôi quay. Thì ra anh bạn của Chang Ho cũng là người trong tổ chức. Không những vậy, anh ta còn nắm giữ vị trí số 2 trong 3 người có tầm với Big Mao. Đây chắc chắn là một cú sốc với anh Ho. Sau đó anh bạn của Chang Ho nhìn xuống mọi người phía dưới nói, đây là lệnh cuối cùng của Big Mao, những ai phản đối hãy đứng ra một bên. Tất cả mọi người đều không có động tĩnh gì cả. Còn tên quản ngục rất tức giận, mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn vẫn phải làm theo vì đó là lời chăn chối của Big Mao. Kế tiếp là Park Chang Ho, cậu có đồng ý không? Mọi thứ đến với Chang Ho quá nhanh, ngay lúc này anh vẫn chưa biết mình nên làm gì. Quay về thị trưởng, ông ta đang nôn nóng đợi kết quả đã xử lý được Chang Ho chưa, nhưng kết quả nhận lại được không như ông ta mong muốn, kế hoạch thất bại và còn tổn thất thêm một tên lính. Quay về Chang Ho, lúc này chỉ còn anh và Kim Sun Tae. Sau chuyện vừa rồi, Chang Ho đã dần mất niềm tin vào người bạn của mình, nhưng Sun Tae cũng cho biết, anh làm những điều này chỉ là không muốn nhìn Chang Ho phải chết, có trách thì trách tên thị trưởng đã kéo anh Ho vào vũng lầy này. Ngay lúc này Chang Ho không muốn nhận vị trí lãnh đạo tổ chức, chỉ muốn sống vui vẻ bên gia đình. Sun Tae đưa ra lời khuyên cho Chang Ho không nên dừng lại, vì bây giờ mọi người trong tổ chức đang nhìn vào anh, nếu anh dừng lại thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Thấy tinh thần của Chang Ho đang không ổn định, nên Sun Tae đã hẹn vào ngày mai để biết câu trả lời. Khi anh trở về khách sạn, thì có Miho và bố vợ đợi sẵn. Anh bàn luận với gia đình có nên tiếp tục yêu cầu của Big Mao không? Vừa nghe câu hỏi, ông bố vợ liền từ chối kịch liệt, nhưng Miho lại nghĩ khác. Cô muốn tiếp tục làm sáng tỏ mọi chuyện vì để cứu giúp những người dân vô tội. Cuộc tranh cãi của cha con bắt đầu. Đương nhiên người thắng cuộc vẫn là chị Ho nhà ta. Ngay lúc này Chang Ho cũng đã biết mình nên làm gì. Chuyển cảnh Chang Ho đã gặp anh luật sư ở bờ biển. Hai người đã nhớ về Big Mao, ông ấy đã từng nói rằng, ta sẽ biến thế giới mà bọn chúng tạo ra thành địa ngục, mọi đau khổ mà con gái ta phải chịu, tất cả bọn chúng sẽ phải chịu gấp nghìn lần như thế. Đây chính là công lý mà Big Mao thừa nhận,
Chang Ho cũng đã đồng ý quản lý tổ chức này, cậu sẽ dùng quãng đời còn lại để thiết lập trật tự của nơi đây. Tiếp đó Chang Ho đã hỏi về con gái của Big Mao, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, anh luật sư cũng đã kể ra tất cả. Con gái của Big Mao tên là No Sojin, cô ấy đã mất tích trong quá trình điều tra diễn đàn Angel, chính là tổ chức của trưởng lão đó mọi người. Sau 3 năm thì hài cốt của cô ấy đã được cảnh sát tìm thấy, những gì còn sót lại là thi thể vào cuốn sổ tay, trong đó có nhắc đến luận văn của giáo sư Seo. Đây cũng là lý do tại sao Big Mao cố gắng tìm tài liệu mật. Sau đó Chang Ho đã hỏi về số tiền 100 tỷ. Các bạn còn nhớ anh chàng Peter này không? Hắn đã cầm số tiền đó bỏ trốn. Người của Big Mao đã theo dõi và tìm được vị trí của hắn. Nhưng anh ta đột nhiên đi đầu thú, thế là Big Mao phải ra tay bịt miệng. Còn số tiền đó thì không biết ai đã lấy đi, nhưng mọi người chắc cũng đã biết rồi nhỉ. Số vàng 100 tỷ đó đang trong tay của tên thị trưởng, không biết bằng cách nào mà hắn lấy được nhỉ. Chang Ho tiếp tục hỏi về vụ ở bệnh viện tâm thần. Thì ra người của Big Mao đã cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của tên Ji Won. Thế là đơn giản cứu được anh Ho nhà ta. Cuối cùng thì mọi khúc mắc từ đầu phim đến giờ đã được giải đáp. Thế là Chang Ho đã bắt tay vào việc luôn. Cậu bảo anh luật sư đầu tiên hãy điều tra về chủ tịch Kang và tổ chức của ông ta. Phải tìm hiểu tận mọi gốc rễ của lão già này, từ tài sản, gia đình, đời sống cá nhân, đến ông ta có bao nhiêu cái răng cũng phải điều tra được. Rất nhanh họ đã có được thông tin, chủ tịch Kang là một người hết sức quyền lực, trong quân đội ông ta là thiếu tướng, khi nghỉ hưu thì bắt đầu kinh doanh. Ông ta đã biến một ngôi làng nghèo nàn thành Quốc Hyeon ngày hôm nay, một thành phố lớn của Hàn Quốc. Những người ở đây đều coi ông ta là tổng thống của họ. Kể tới đây thì chúng ta cũng hình dung được là trưởng lão quyền lực đến mức nào. Ông ta chính là chìa khóa của mọi vấn đề. Đầu tiên Chang Ho sẽ tìm cách để tiếp cận lão già này. Ở bên này thì viện trưởng Du Hy đang đọc tài liệu làm ăn của tổ chức. Bà ta hết sức kinh tởm những việc làm xấu xa này. Trong một bữa ăn cùng trưởng lão, Du Hy đã bảo ông ta từ bỏ công ty hóa chất. Đó là một di sản mà trưởng lão từng gây dựng. Nhưng hiện tại công ty đó đã đến giới hạn rồi. Các tác dụng phụ mà nó tạo ra đã làm nhiều người phải mất mạng. Nhưng với niềm tin lệch lạc của mình, ông ta luôn đặt sự phát triển của Hàn Quốc lên hàng đầu. Dù có chuyện gì xảy ra thì trưởng lão cũng không từ bỏ công ty đó. Nói xong quyết định của mình, ông ta liền rời đi, để lại đây là sự bất mãn của viện trưởng. Đã có quá nhiều người phải chết vì việc này. Thấy vợ mình như thế, thị trưởng Choi cũng đã nói ra một sự thật, rằng ông ta là người đã lên kế hoạch giết giáo sư Seo. Lý do mà thị trưởng có thể cưới được vợ mình, chính là phải tuân theo mọi mệnh lệnh của trưởng lão. Nghe thấy điều này đã khiến Du Hy vô cùng đau lòng. Bà ta đã đưa ra một quyết định táo bạo, hạ lệnh cho nhân viên của mình phải rời bỏ phòng thí nghiệm của bệnh viện. Tất cả những gì có trong đó đã được bà ta tiêu hủy hết. Điều này đã khiến Mi Ho không còn cách nào để điều tra bệnh viện nữa. Ngày hôm sau bà ta đã bị trưởng lão hỏi tội. Du Hy liền nói sẽ xây một phòng thí nghiệm mới, một nơi mà không cần phải váy bẩn tay chân nữa. Điều này đã khiến trưởng lão vô cùng hài lòng. Nhân cơ hội này bà ta đã đưa ra một yêu cầu, chính là xin trưởng lão hãy chuyển cổ phần của Ji Won cho mình. Thế mà ông ta cũng đồng ý luôn. Ha ha, thế là kỳ này anh Ji Won số nhọ còn đúng cái nghịch luôn. Hắn đã nhìn viện trưởng với ánh mắt căm thù. Ra bên ngoài, thị trưởng Choi đã rất ủng hộ quyết định của vợ mình, nhưng nhìn mặt ông ta có vẻ đang có âm mưu gì đó. Chuyển cảnh, trong lúc thị trưởng đang tắm thì có hai người lạ mặt xông vào. Chúng lấy ra con dao lao đến xiên thị trưởng, nhưng ông ta cực kỳ trâu bò, chỉ có một mình mà cân cả hai tên sát thủ, tung ra một đấm khiến chúng phải bất tỉnh. Nhưng thị trưởng cũng đã bị thương ở tay rồi, không biết là ai đã cho người xử lý ông ta đây. Bên này thì đã có một vị khách đến tìm Chang Ho, đó chính là ông đại ca đầu chọc, vừa ra tù nhìn ngầu không cơ chứ. Thế là anh Ho đã có thêm một trợ thủ đắc lực rồi. Vừa vào trong, hai bên chào nhau rất vui vẻ. Nơi đây chính là nhà hàng mà Chang Ho chuẩn bị tặng cho chủ tịch Giang. Ông ấy có thể sử dụng thế nào tùy thích. Đầu chọc rất vui mừng vì món quà lớn này. Đây cũng là lời hứa của Chang Ho. Cùng lúc đó Jerry đã bước vào báo một tin tức, chính là vụ thị trưởng Choi bị tấn công. Người ra tay chính là lão quản ngục. Hiện tại ông ta rất là máu mặt, có hẳn một băng đảng cho riêng mình. Lần này ông ta đã tự ý hành động. Nếu Chang Ho không nhanh chóng giải quyết điều này, thì sớm muộn tổ chức của Big Mao sẽ tan rã. Hôm sau anh luật sư cùng Jerry đến tìm ông ta. Hắn đã nói Chang Ho không có tư cách để làm thủ lĩnh, mọi việc sau này ông ta sẽ tự quyết định. Thấy không thể nói nhiều, anh luật sư đã cho một viên bi vào đầu lão ta, tiếp đó là trói lại đưa lên xe, đổ xăng vào khiến ông ta sợ hãi. Đằng sau là ông đại ca đang đứng hóng hớt. Đây là lần đầu thấy anh luật sư cứng thế đấy, không nghe lời thì đốt mày thành tro luôn. Ngay lúc sắp ra tay thì anh luật sư nhận được cuộc gọi của Chang Ho, có lẽ đây chỉ là màn hù dọa mà thôi. Lão ta đã được đưa đến trước mặt Chang Ho, anh cảnh cáo hắn rằng, nếu dám tự ý phá hỏng kế hoạch của tôi thì ông tiêu đời. Cách trả thù của tôi không hề giống Big Mao. Hãy chóng mắt lên xem tôi sẽ trừng trị chúng như thế nào. Anh Ho nhà ta đã ra dáng một đại ca thật sự rồi đó mọi người. Bên này Mi Ho vẫn đang miệt mài điều tra. Rất nhanh cô đã tìm ra một bí mật gì đó. Đó chính là thân thế của thị trưởng Choi.
Bên này hắn đã xuất viện và được phóng viên bao quanh. Thị trưởng đã thông báo một việc, chính là ông sẽ không tranh cử chức thị trưởng kỳ tiếp theo, thay vào đó ông ta sẽ ứng cử vào quốc hội. Điều này đã được Trang Hồ nhìn thấy, anh liền nghĩ ra cách để tiếp cận trưởng lão. Trang Hồ đã kêu anh luật sư sắp xếp một buổi họp báo thật hoành tráng cho mình. Bên này tên Di Huân cùng đồng bọn đang buồn rầu. Mấy thằng ngốc này suốt ngày chỉ biết ăn nhậu rồi cãi nhau. Suýt tí nữa thì tên Di Huân đã cho luôn chai rượu lên đầu anh tóc dài. Đúng là tính nóng như kem. Cùng lúc này hắn đã nhận được cuộc gọi của Trang Hồ. Di Huân được anh Hồ mời đến buổi họp báo. Ở đây Trang Hồ đã thông báo một tin với truyền thông rằng sắp tới anh sẽ tranh cử chức thị trưởng. Điều này đã khiến mọi người đều bất ngờ. Đúng lúc đó tên Di Huân cũng tới. Hai người đã có màn giao dịch đi vào lòng đất. Anh Hồ nói nếu Di Huân giúp mình đắc cử chức thị trưởng thì anh sẽ giúp hắn có quyền lực giống như trưởng lão. Tên ngốc này hiện giờ đã bị ép vào đường cùng rồi, đành phải hợp tác với Trang Hồ thôi. Đầu tiên anh bảo Di Huân sắp xếp một buổi hẹn với trưởng lão, cuối cùng thì hai người sắp gặp nhau rồi. Bên này ông ta đang bàn việc với thị trưởng Choi, bất ngờ nghe tin Di Huân đã dẫn Trang Hồ đến tận đây. Không ngờ hai anh trai lại chơi lớn như vậy, trưởng lão đã cho hai người vào trong. Lần này không biết anh Hồ định làm gì đây. Tập 13 đến đây cũng đã hết. Mọi bí mật của trước đây đã được tiết lộ hết trong tập này. Không biết tiếp theo sẽ kịch tính thế nào đây. Các bạn cùng đón xem nhé. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ AD nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.